À, xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video về dòng game chiến tranh tổng lực Attila. Mình là Totanra Tuyên Quang và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cái cuộc chiến của đế quốc Hunno. Ở tập trước thì các bạn biết rồi, mình đã thực hiện cái cuộc chiến có thể nói là khá là vất vả với mấy cái thằng quái dị ở dưới này. Nó quay nó đánh mình ác quá và bây giờ thì đang tính là làm thế nào chặn được mấy cái con này. À, mày chết chưa? Mấy cái thằng mọi dợ này mà xem chừng khó quá, nó đi nó phá mình kinh hồn luôn. Bây giờ thì thất bại chí mạng. Thế em có đau lòng của em không? Tăng trưởng du mục. Không ám sát được cái con mụ này nhờ, thằng này nhờ. Hết tiền rồi. Bây giờ thì kế hoạch của mình là mình sẽ đi đâu đốt hết đấy. Cái cậu em Lý Phi Long của mình cũng nói có lý đấy. Tha cho chúng nó thì chúng nó lại làm phản, nó lại giết mình thôi. Nên là có lẽ là mình sẽ phát triển quân đội xuống và mình sẽ đi xuống các khu vực dưới này. Và đi đến đâu, quan điểm của mình là đi đến đâu là phải đốt hết đến đấy. Để đảm bảo một cái sự an toàn. Bây giờ thì các quân đoàn của mình nói chung là cũng tương đối rồi. Ready for more orders. Tuy rằng là nó cũng chưa được phục hồi nhiều lắm. Bây giờ thì mình không thể đi rời nhau được. Các bạn có thể thấy là tập trước, hai tập trước, mình cho các quân đoàn đi chỉ còn rời nhau một xíu thôi. Là kết quả đã nhìn thấy như thế nào rồi. Chúng nó quay và nó đánh hội đồng ngay. Bọn này rất là ghê gớm. Bọn này ném đá hội đồng. Về cơ bản thì mình sẽ phát triển một quân đoàn thiên về bộ binh để công thành. Ví dụ như quân đoàn này, bây giờ mình đã mua được mấy cái xe bắn đá rồi. Mình sẽ mua tiếp thêm đơn vị bộ binh nữa, nhưng mà bây giờ kinh tế của mình nghèo quá, mình chưa thể mua được. Đấy, kinh tế của mình nghèo quá, mình chưa mua được. Nhưng nếu có điều kiện thì mình sẽ mua. For the gods, treading secret paths. The road goes ever on and on. How can I help? Bà qua chị chị nan giải gia tộc của chúng ta quá. Bao giờ Attila mới lên ngôi? Nếu trong lịch sử thì Attila cùng lên ngôi với anh của mình và sau đó ông ấy ám sát anh của mình để độc chiếm thiên vương Hunno. Như vậy là nếu như thế này là đúng theo lịch sử, là bình thường các bạn chơi các faction khác không thể có cái chuyện có hai người cùng được có cái hình thừa kế như này được. Đấy. Không thể có chuyện như này được. Hai cái tập trước thì nói thực sự là mình đã phải chiến tranh quá là vất vả rồi. Có lẽ bây giờ mình sẽ phải làm thế nào để ổn định, chứ không cứ liên tục chiến tranh như vậy thì quân của mình không thể hồi kịp nổi. Cho dù các bạn có tài ba đến đâu trong chưa, các bạn cũng không thể đánh nhau liên tục như thế được. Các bạn chỉ có thể cầm cự chứ. Quân thì chỉ có hạn thôi. Bây giờ có lẽ mình sẽ cho quân của mình lên mức độ tuyển thêm quân, bởi vì bây giờ mình phát triển kinh tế cũng khá rồi, mình xây khá nhiều các công trình tăng thu nhập, nên là có thể nói là cũng có đủ tiền để có thể duy trì cho cái lực lượng quân đội tương đối hơn một chút so với lúc đầu. Lúc đầu thì các bạn thấy gần như mình không phát triển quân sự, bây giờ thì khác, bây giờ thì có thể mình sẽ đầu tư nhiều hơn cho quân sự. Mấy cái thằng điệp viên này phá hoại nhà mình nhỉ. Thank you.
Thất bại. Bọn này rất giỏi phá hoại quân đội của mình. Ready for action! For the climb! Ready for action! Thằng này khi cần có thể cho vào quân đoàn đúng không? What do you wish of me? That would shame my ancestors. Mà không cần phải ám sát mấy thằng điệp viên của nó, tốn tiền lắm. Ăn mỗi một lượt giết thế lại tốn khá nhiều tiền. Cho xuống đây xem tình hình của địch như nào đã. Do thám á. I must let my mind be still. Yes. Tengri guides my steps. I must stop a while. Sword of my. Đi dò đường. Không chúng nó chạy lên nó phơm trước thì chết. Pausing to rest. Come, sit. Share my time. Dành tiền để còn phát triển quân đội. Đơn vị này 19 nhá. Đi sang đây. Gods be praised, excitement. Is there nothing else? Cắm trại. 8 đội xạ kỵ là đủ rồi. Bây giờ mình sẽ mua thêm một đội 6 đội rồi. Rẻ mà, cũng không đắt lắm. Bọn này thì không thể mua nhiều được. On our way. You have more orders for the gods. Có thể mình cắm ở hai vùng đất như này thì mình sẽ có cái thu nhập khá hơn đấy. Thu nhập của mình sẽ khá hơn chứ. Cắm trại ở hai vùng đất như thế này thì thu nhập của chúng ta sẽ khá hơn. Ready for more orders. Yes. For the gods. For the tribe. For the tribe. Thanh niên này sẽ phát triển bộ binh à? How can I help? Bây giờ thì bộ binh à? Đang xuyên giáp này. Ủa đắt thế. Hết tiền luôn. Hết cũng phải mua để công thành. Mua thêm quân này thì 4 quân đoàn đi cạnh nhau này là chúng nó sẽ không dám công mình nữa. Lúc đấy thì mình sẽ có thể bắt nạt được chúng nó. Chứ còn như cứ như kiểu mấy tập trước thì mình nói thực sự là cứ đánh kiểu vậy thì mình chắc cũng đuối mất. Đánh cái kiểu gì mà cứ một đánh kiểu gì mà quân địch cứ quay cho mình SCML luôn. Kiểu này hỏng, hỏng. Ai già nó cứ phá hoại doanh trại của mình này, chết nhỉ. Sợ nhất là nó ám sát chứ còn nó phá hoại thì chính là mình cũng không sợ lắm. Thằng kia khả năng không dám đánh mình rồi. Phải đốt hết nhà cửa bọn này đi mới được. Tuổi City nói sợ không dám đánh rồi. Được đấy. Thôi chịu khó đầu tư quân sự tí. Không cứ bị chúng nó quay cho thì chết. Vụ chỗ này cướp cái thành của thằng này chắc cũng được khá khá tiền. Thất bại.
xuống dần phía nam này mình sẽ an toàn hơn. Xuống dần phía nam này mình sẽ an toàn hơn. Ready for battle. Từ đó cho thanh nhận. Đúng rồi, chúng ta cắm trại trên hai vùng đất để chúng ta được khá nhiều tiền này. Rồi 6 này, 1, 2, hết tiền luôn. Cố gắng tậu tiền để mua quân đấy. How can I help? Sao mình dò cho anh xem chúng nó đi đâu. Is there nothing else? How can dò bên này. On the move. I will walk the old tracks. I could do more. Qua be praised. Rồi. Ai chà. Đang cử quân đến đây. Mày hả bưởi á. Anh có xe bắn đá rồi, chứ mày đừng dọa anh nữa. For the tribe. Được. Thirsty for battle. Chưa hồi hết quân. Thanh niên này thì chưa mua đủ quân. Cứ bình tĩnh. Hồi đủ quân phát xuống đánh đã. Bây giờ mình đứng như này chắc là chưa thằng nào dám đánh mình đâu. Bởi vì là chúng nó làm gì có quân mà đánh. Đúng là không thể nương với chúng nó được. Mình mà cứ đi mình không đầu tư quân sự cũng không được. À, tuyên bố chiến tranh à? Ngọt. Tuyên bố chiến tranh thì vác quân lên và đánh nhau. Phá hoại quân đoàn của anh hơi nhiều đấy nhá. Chạy xuống dưới à? Đốt hết mấy cái thành này của nó luôn. Pontus. À. Kéo quân lên phía bắc à? Ôi. Ồ, mẹ nó bắt được thằng pháp sư của mình rồi. Mẹ mới đau đầu. Ồ, Attila. Năm 20, Attila sẽ được xuất trận. Anh nhìn thấy đôi mắt của anh ấy rồi. Không dám nhìn vào đôi mắt ấy. Đây rồi. Chờ ngày Attila được quân. Mà lâu quá. For the tribe. Are you ready to do your duty? Chưa hết tiền. Để tuyển thêm 2 đội, 4 đội này là được rồi. Đây là lính cận chiến này. Rồi. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu. 8 đội. Cái xe bắn đá nhỉ? 4 cái xe bắn đá thì khả năng công thành của mình sẽ cực mạnh luôn. Nhưng mà khả năng tấn công thì lại kém. Được rồi, cứ bình tĩnh. Lượt sau là trời tuyết tan. Cứ lên ruộng đã.
lên ruộng đấy. À, mày đứng ra khỏi thành à? Tới nhá. Nhưng mà không vội được, trời đang tuyết. Mình di chuyển phát là mình mất quân. Rất tuyệt là nó đứng ra khỏi thành. Chắc lượt sau thì sẽ ổn. Nó cũng không dám đánh mình. Quánh làm sao được. Có vẻ ổn đấy, không thấy thanh niên là dám xông ra đánh mình nữa rồi. Cũng phải thôi, phải đầu tư quân sự rồi, cứ chơi nguyên mấy anh lính cùi đầy đầu lông dân một tí chứ bị chúng nó đuổi đánh cho nhí nè. Tí nữa thì vòng quốc cũng đùa đâu. Nào, thời tiết tốt hơn đi. You have brought this on yourselves. Đấy, cái thằng nào đấy? Lại thêm cái thằng gì, quân Ly Khai Đông La Mã à? Thất bại chí mạng, chết. Chết cha mẹ. Ủng hộ chính phủ. For the gods. Nó chơi chết mất rồi. Thôi khỏi cần. Xuống đây, do thám chỗ này cho anh. Is that it? Hết tuyết rơi rồi. Thirsty for battle. Thôi rồi. Mày cắm trại à? Để xem thành của mày ban quân à? Rất nhiều cung thủ. Bộ binh của Hung Nô đánh trận đầu phát à? Ui dồi. Nó rất nhiều cung thủ này thì mình chắc mình phải sẽ cho thêm một. Rồi, quân đoàn này thì không cần. Quân đoàn này thì không cần, nhưng mà cho hai quân đoàn này tiếp viện để tăng cường thêm lực lượng kỵ binh. Chiến tranh thì không có chữ chỗ cho những người lịch sự. Your next command. Attack. Besieging settlement. Mình có xe bắn đá. Thế chứ, phải đông quân như này chúng nó mới sợ. Hay chứ. Trong khi chúng ta có bộ binh của Hung Nô rồi, bộ binh Hung Nô. Tất nhiên chúng ta vẫn cần cái đội xạ kỵ. Cũng giống như là La Mã thôi. Chúng ta không cần các đội lính spy. Lính spy nó chủ yếu để làm tường chống kỵ binh, nhưng mà chúng ta thì thừa sức chống kỵ binh. Ai da, thành lũy của nó. Ui ôi, sao thời tiết đẹp thế nhỉ? Bọn này là bọn chuyên chém này. Tangri!
waiting! Portal group ready! Tầm bắn của pháo của mình đến đâu? Đứng tầm này không biết đã bị à... Warriors grouped! The Sporan Infantry! Warriors! Sợ khi bị à... xe bắn đá nó bắn vào cho nhỉ? À, tháp canh nó bắn được. Đứng lùi xa một tí nữa. Mấy con ngựa này nữa. À, mình có xe bắn đá, mình dụ nó ra ngoài không phải nhỉ? Tội gì nhỉ? Đúng rồi. Có xe bắn đá là nó buộc phải ra ngoài. Này cho dễ bảo vệ. Ra đây cu. Nó buộc phải gánh mình. Thậm chí mình còn có quân tiếp viện nữa. Good news. Additional forces have arrived. You need no bluster from me. Simply enter. The enemy approaches. Nó to rồi. Từ từ, đừng bắn vội nhá. Bắt nó phải ra thôi. Sao kỵ binh của Hung Nô gì mà trông giống mấy thằng La Mã thế nhỉ? Có cái nét hao hao giống mấy thằng La Mã. Mình có xe bắn đá thì nó buộc phải công mà. Nó buộc phải xông ra. Nhưng mà... Nó có đội cung thủ. Không ra trên Napoleon mình nói với các bạn cái gì nhỉ? Không được bao giờ được cho phép cho kỵ binh tấn công khi không có bộ binh yểm trợ. À, tại sao như vậy thì à... nhưng mà ở bản này thì nó phải có một cái sự thay đổi rồi, tại vì là nó cứ nó không đánh như này. Chắc phải di chuyển đội hình lên một chút xíu rồi. Infantry! Move it! Run, Cassian!
Bruno lại có bọn vác dìu hay phết. Không chịu di chuyển. Mình lại không có đội hình Testudo thì làm sao mà chống được bọn này. Nó cứ đứng như này nó không chịu công thì mình đau đầu ấy. Bắt đầu thấy nó di chuyển rồi. Cái binh của nó đang lên à? Bắn đạn thường thôi. Kiểu bắn đạn lửa chết quân mình. Ủa, quá nhanh để phải bị chết. Lã bọn lỏ cho anh. The enemy has found our concealed units. Ai già nó cho kỵ binh đạp bộ binh mình à? Ôi trời. Mày chết. Quá liều đấy. Tấn công cánh này à? Quá liều ấy. Xe bắn đá. Tạp tay dừng đã. Mày à, dồn hết quân sang đây à? Trời ơi. Không cần cần bắn bọn này cho anh. Không cần phải cận chiến. Bắn bọn này cho anh. Cận chiến để mấy thằng này được rồi.
Lát luôn. Láo. May ha bưởi. Trời ơi. Rồi rút ra đã. Sốc nó vài phát như thế đã. Rút. Cơn vị này bị thương nặng. Thế trận đang ủng hộ chúng ta. Vâng, tôi đã biết thưa ngài. Mất tinh thần hết. Úi giời ơi. Kỵ binh hung nô sẽ rất là tuyệt vời khi có bộ binh làm tường rồi để nó sốc. Kỵ binh đầy đầu nó sốc cho bọn này lát mặt luôn. Ăn luôn em, xong vào đây. Ăn luôn. Sốc hơn nữa. Còn hạt tướng ở trong thành nhỉ? Còn thằng tướng trong thành à? Ăn. Nó xong rồi. Đùa với bộ binh của hung nô à? Kìa, có một thằng đấy đấy. Nát nốt thôi mà. Tướng đang ra à? Tướng nó ra để chết à? Ăn được, dạ. Yeah. Chứng tỏ là đội hình này được đấy. Đây toàn bộ là lính thương, lính cận chiến đầy đầu. Thằng này hết tên rồi thôi. Lấp vào rừng à? Đâu à? Chưa thấy quân địch đâu cả. Còn thằng tướng ở đây mà. Nice. Thanh niên đẹp trai đi rồi. Úi dồi. Chạy ra. Hết tên rồi còn xông vào làm gì. Úi dồi. Bắn xuyên giáp. Được đấy. Đáng tiếc là mình chưa có xe bắn đá để cuối. Phải có xe bắn đá để cuối đã. Nó toàn gió bị Germanic. Bọn mạnh phết đấy. À đúng rồi, mình không có lính Spy. Đến lúc đời cuối hình như nó có lính Spy mạnh hơn thì mình phải tuyển thêm mấy thằng lính Spy để làm tường.
hay ha bưởi. Tôi cướp được có hơn 1.000 thôi á, ít tiền đấy. Thôi rồi, được bao nhiêu thì được. Được bao nhiêu thì được. Cắm cái trại đã được sau mình phá. Nói tóm lại là không có bắt làm chư hầu làm cái gì cả. Thế cho nó nhanh. Không thì hồi quân không kịp. Come, sit, share my fire. Tướng lên cấp rồi. Ồ. Toàn tướng cấp 1 thế này. For the drive. Ready for battle. Sát thương này, nó cho bộ binh cận chiến này. Thằng này nó sẽ thiên về bộ binh hơn. Đây cho bộ binh này. Đó. Quân đoàn này sẽ đốt cái thành này. For the gods. Do thám cho nó xem. That's it. Đông quân phải đấy. For the gods. Yes. I have my ways. For the gods. Quân đoàn nào nhỉ? Đây à? Có thể tuyển thêm spy à? How can I help? I am the knife in the dark. Có 3 thằng spy ám sát này. Từ đó học vào cái ám sát một tí đã. Hey. Lên cái ruộng phát nhỉ? Lên cái ruộng phát đã. Lên cái ruộng phát đã. Có quân một phát mình thấy tự tin lên hẳn. Chắc là đi tàn phá được thế giới rồi. Không thấy thằng nào nó dám ra nó dọa nó đánh mình như hai tập trước nữa. Kinh tế khá khá rồi thì cũng phải phát triển quân đội lên chứ không. Mày à, bây giờ thì không có chuyện để cho chúng mày sống nữa, giết bằng hết. Chưa thấy Attila thông báo Attila được lại dẹo mất ông tướng à? Mẹ bọn này ám sát kinh quá nhở? Không thấy thanh niên nào dám cử quân ra đánh mình nhỉ? Không thấy thanh niên nào dám cử quân ra đánh nhau mình. Kẻ ham muốn quyền lực, Attila kẻ ham muốn quyền lực đã chính thức được có thể cầm quân rồi. For the gods.
is hitching settlement. Mày. Một thằng đã diệt vong. Tiến sang châu Âu một lần nữa nào. Chúng ta sẽ lại tiến sang châu Âu. Lần này chắc chúng ta sẽ tiến ngon lành hơn. Ôi, âm 500 rồi. Ready for battle. Ôi, ôi, âm 1200. Chắc là mình phải cắm trại bên này. Không thì chết đói vỡ mặt à. Ready for action. Get moving. Ready for more orders. Tăng tốc độ nghiên cứu khoa học rồi. Quar be praised. How can I help? Sword of my people. Sao thế, quán nó âm tiền kinh này. Your next command. Quân đoàn này không cắm trại phát mà âm tiền thế cả. À, mình đốt phá hết cái vùng này, mình không thu nhập được gì nữa rồi. Quân đoàn này full tách. Làm nào nhỉ? Come, sit, share my fire. Thế mình nghèo quá. 300. Ready for battle. Nghèo quá. Tuần sau thì hết sit, thôi nhưng mà. Share my fire. On the move. Come sit, share my fire. Tốt rồi. Những thằng nào dám tuyên chiến với anh thì bây giờ chúng mày ở đấy chuẩn bị chờ chết nhá. Đốt hết cho anh. Bây giờ chắc là phải kiếm tiền bằng cách này thôi. Cái gì đấy? Tăng giáp à? Xây công trình gì mà nó tăng giáp nhỉ? Hình như có cái sự kiện gì đấy. À đúng rồi, lúc nãy có một cái thằng thợ rèn tự giết gì đó. Xoay. Nhà vua. Nghèo, nghèo, nghèo. Lại phải kiếm tiền lại rồi. Tăng được thêm 2 giáp. Có xe bắn đá đời cuối. Tình hình là rất là gay. Nhưng mà nếu mà mình cứ chiến tranh này, mình cứ cướp bóc được liên tục này thì mình cũng không sợ đâu. Âm một tí xíu tiền cũng không đáng gì đáng sợ cả. Nếu mà quân đoàn, các cái quân đội của mình nó vẫn cứ mạnh như thế này thì không sợ. Mình không thấy thằng nào dám ra đây nó đuổi đánh mình nữa rồi. Đấy là một cái điều mà chúng ta có thể mừng. Nó không khổ sở như mấy cái tập trước. Bị hết thằng nọ đến thằng kia nó đuổi, nó đánh, nó dọa đánh rồi. Khổ, khổ không biết thằng nào mà tả. Khi không có chạy phát đã, sau đó anh sẽ dùng đánh đêm anh khử được thằng một chúng mày.
quân đoàn này gớm nhỉ. Warriors retreat. Journey completed. Mình chỉ sợ bỏ chạy thì nó cứ đuổi mà. Fall back. Finding shelter. Đợi tiếp đi. Đuổi được thì đuổi tiếp đi. Cái quân đoàn chuyên xạ kỵ chuyên kỵ binh kiểu anh còn đang đứng chơi đấy nhá. Chúng mày thế thôi à? Đã thế thôi hủy diệt cả ba quân đoàn của mày luôn. The treasury is buckling under the weight of their upkeep. Capturing new territory would spread the cost. Chi phí quân sự quá lớn à? Vâng, tôi biết thôi ngài. Tôi biết là lớn nhưng mà tôi phải chơi. Mày à? Thằng đầu tiên. Giết. Mày chết. Một trận đánh đêm. Sở trường của Hung Nô là đánh đêm rồi. Mày chết con ạ. À. Ôi giời ơi, đánh ở đồng bằng này á. Thế thì mày xác định đi. Lâu lắm rồi mới được đánh quân đoàn Hung Nô mà quân nó đầy đủ như này đấy. Cứ bị đánh các cái quân đoàn mà bị thương vong nặng nề chán quá. Da nó phải như này, nhìn nó mới chất. Độ sốc kỵ, độ cận kỵ. Tưởng thì thôi, cứ đứng ở đây đi. Lên luôn. Bọn La Mã thì mình phải bắn xuyên giáp thì mới ăn được. La Mã này. Này nó có thể chọn loại đạn được à? Rồi. Mời mấy anh lá vã vào. Xạ kỵ đâu, tiến lên. Trò chơi mèo vườn chuột bắt đầu. Hãy cho chúng nó biết cái cảm giác bị đánh cho đến chết là như nào. Cứ ra đây đi. Cho mấy đội này bắn vào phần sau lưng. Chưa thấy nó bắt tên nhỉ? Bắn đấy. Chưa vào tầm bắn à? Ăn, ăn thôi, ăn thôi, ăn thôi. Rồi. Còn một thằng nữa. Cấu rỉa cho chúng nó đến chết hết thì thôi.
Saki cứ cấu rỉa cho nó cho anh. Vào đây bắn tên nào. The enemy have rallied their units. Lấy lại tinh thần à? Bọn này nó chỉ bắn ngang, bắn một phía thôi. Đuổi Saki. Thằng tướng của nó lại chui vào giữa rồi. Thú vị thật. Hết tên rồi cả. Rồi các bạn hết tên đi đã. Giết tướng nó. Ây chà, tiến sát ghê nhỉ. The enemy is going for our general. Protect him. The enemy general is dead. Anh chưa thèm đánh chúng mày. Anh có thể cho xạ kỵ của anh giải quyết trước đã. Rồi. Giết hết bọn này rồi. Đừng để chúng nó chạy thoát. Thực ra thì mình có thể thắng một cách đơn giản thôi, nhưng mình muốn giảm tối đa thương vong. Dạ kỵ của mình hết tên rồi à?
Rồi. Giết hết. Đồng phết đấy. Tướng của mình xuống đây. Còn mấy thằng này gì? Hạn chế tối đa thương vong thì mới có thể đánh tiếp các trận sau được. Giết bằng hết. Rồi xong rồi. Rồi xong. Thôi kìa. Rồi, nó còn 4 đội. Bắn cho hết tên nữa. Xong rồi. Đội xúc kỵ đến đây. Trận đang ủng hộ chúng ta. Vã tên vào đầu chúng nó. Thằng của nó đang ở 4 nơi. Từ đội hình kim cương. Úi dồi. Vì cái đội hình kim cương nó đạp cho thì chắc là tinh thần luôn như con gì. Giết hết, không được để thằng sót thằng nào hết. Chế tối đa thương vong. Rồi. Ăn luôn. Nó mất tinh thần rồi. Không thể giết bằng hết. Phải như thế. Một quân đoàn của nó dẻo. Mình chọn hồi quân có khi mình không mất thằng quân nào luôn. Đang chết dần, đang chết dần. Rồi. Rắn
dám nhờn với anh ạ. Hết chưa? Hai mươi mốt đồng chí hy sinh à? À sao mình không... À thằng kia chạy thoát thì phải. Chạy thoát. Ôi đầy quân luôn thì phải. Một trận. Bây giờ tiếp đến trận tiếp theo. Thằng này đi. Thằng này nó đông lắm. Nó rank vàng. Chắc là mình sẽ phải... Ôi. Hồi quân phát full luôn, chả mất tí thằng quân nào luôn. Mày chết thằng... Mày không biết tay anh có khả năng đánh đêm à? Bọn này thì có lính giáo, lính dìu. Ôi giời. Mũi đốt cột điện. Trời mưa thì chúng ta sẽ di chuyển chậm. Hô thoáng, không có tác động phụ. Chuyên đánh đêm. Không lên à? Không lên thì anh lên. Chín đoàn hung nô bây giờ không phải sợ thằng nào rồi. Mình mua quân phát bây giờ không thấy thằng nào. À nó vẫn... À đây thằng này vẫn đang quay mình kìa. Vẫn dám quay mình. The enemy has been spotted. Quay nhưng mà anh diệt hết. Sau cùng từ nó đi vào cánh rừng này là mình không phát hiện ra đâu. Chạy ra đây đi. Bộ binh cận chiến cứ từ từ. À kỵ binh cận chiến cứ từ từ. Our troops are being ambushed. Ambush đâu? Sợ gì ambush. Concealed men. Dụ nó ra là đồng bằng đã. Đứng ở trong rừng là khó đánh lắm. Vô thang. Ra đây. La mã. Đoán bắn nguyên đạn xuyên giáp đúng không nhỉ? Đúng rồi. Dụ nó ra đây rồi. Đây. Dụ dần cho nó ra đây. Ra đây cú.
chơi Rome 2 thì nếu mà một trận mà mình đánh trong một lượt mà mình đánh phải đến 3 trận liên tiếp thì mình thực sự là mình quân đoàn đấy của mình nó sẽ tan nát luôn. Nhưng mà Attila thì này thì mình chưa biết thế nào, nếu mà cứ đánh kiểu này thì bởi Attila nó có cái chế độ là hồi được quân. Dụ cho nó ra đây. Thằng tướng đi cuối cùng mà. Đội này đi ăn thằng tướng đấy. Hết tên rồi. Đi ăn tướng đó. Tướng nó nào. Ok kìa. Lùi lại. Đi chuyển ra đây. Mấy cái thằng La Mã này, mấy thằng La Mã này. Bắn tên. Nhấp nháy hết rồi à? Bắn cho hết tên rồi. The enemy general is dead. À, nó mất tinh thần hết rồi. Anh em ăn đi, ăn luôn. Bọn này nó mất hết tinh thần rồi. Giết bọn mất tinh thần trước. Thank you.
phá thẳng. Đây 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 đây. 24. Diệt lốt đệ. Đây. Chia ra. Không vội vàng. Mấy đạn này thì... Ui xời ơi. Giết bằng hết. Rồi. Nó bỏ chạy hết rồi mà. Không cần đánh chạy. Quá bị bỏ chạy. Còn mấy thanh niên này vẫn còn tinh thần chiến đấu. À, tách ra. Lã cho nó loạt tên nữa mọi người. Cho nó... không để nó chạy thoát. A unit has fired all of its ammunition. The enemy is going for our general. Protect him. Hết rồi. Battle is turning in our favor. Xong rồi. Giờ ai bị sốc thì đằng sau lưng mình xem nó sống được đâu. Còn ba đạo kia nữa. Bình tĩnh mà. Thắng thì đơn giản thôi, nhưng mà chúng ta sẽ làm gì sau khi chúng ta chiến thắng mới là một câu chuyện đáng để mà phải nói. Hai thằng coi như xong. Bắn vào lưng nó cho anh. Yours.
bắn công tên đây, không bắn kiểu fire wheel. Kill kill kill. Giao vác ba quân đoàn ra đánh nhau với anh nhá. Chẳng qua là mình nó đánh mình trước ấy thì mình không ăn được thôi. Chứ còn nếu mà để mà mình tấn công nó trước nhá, nói thẳng luôn mình cứ đánh phục kích đánh đêm như này thì nó vào mắt. Xong rồi. Xong. Ba thằng. Mười. Được rồi. Nào mày còn dám láo với anh nữa không? Còn dám láo 36 à? Chết 36 đồng chí. Chọn hồi quân phát thì lại đầy luôn. À, còn sót một thằng. Còn sót một thằng. That is impossible. À rồi, thế bây giờ thì tí nào? Ý chú bây giờ là như nào? Có xe bắn đá, khá nhiều bộ binh, có một đội cung thủ. God be praised. How can I help? What is all? Bây giờ mà mình chơi cái kiểu mình cho quân mình đánh ta tác nó thì nó cũng không được đẹp mắt lắm nhỉ. Nhưng mà bây giờ cái chính là quân đoàn này này phải rút về đây. Quân đoàn này thì đây đánh thằng này đi. Có cả quân tiếp viện già. Khử luôn bọn tiếp viện cho anh. Khử luôn cả bọn tiếp điện trong thành nha, tí nữa đánh thành càng dễ. Tội láo. Láo có tổ chức. Luôn giữ quân dự bị phía sau tiền tuyến, đúng rồi. Chính xác. À, bọn này nó đứng được. Bọn này nó có thể dàn quân được ở có thể dàn quân được ở khu vực màu trắng trắng. Có vẻ như các chiến đoàn của Hung Nô bây giờ không dễ bị bắt nạt nữa rồi. Vẫn tỉnh có tiếp viện. À bên này à? Giết thằng kia trước ạ. Thôi đứng đây đi. Mấy thằng này chắc chỉ để bọn này nó giết là chết. Cái binh của nó này. Ngon thì lên đây. Testudo à? Testudo kìa. Kìa Testudo kìa. Our general is under attack. À, ra đây. What do we say?
Ấy, bọn này nó có đội ngựa. Ngựa lém lao. Dụ mấy con ngựa nó ra phát ạ. Con ngựa mày ra đây. Mấy con ngựa mày ra đây. Mấy con ngựa mày ra đây. Úi xồi ôi. Ra đây. Còn đâu? Còn đâu? Ở đây rồi. Xong. Đan thiết giáp cho anh. Xong mấy con ngựa đó rồi. Bắn mấy thằng rìu cho anh. Bọn cận chiến nha, bọn tầm xa thì cứ để bọn này nó sẽ quẩy. Trời ơi. Đúng rồi, bạn không có đôi tay nhanh thì bạn phải có cái đầu nhanh. Bạn phải tính toán sao cho nhanh. Bắn thằng này kìa. Chạy đến đâu? Chạy lên quận à? We have gained the upper hand. Úi giời ơi. Đuổi mình như bị tên nó bắn từ đằng sau lưng cho. Úi giời ơi. Dã đám. Tới nhá. Giết bằng hết. Kill kill kill. Rồi. Thành của nó không còn một thằng nào luôn. Nhưng mà đội này nó không có xe bắn đá thì chắc phải cho cái quân đoàn có xe bắn đá kia thì mới công được. Sao rồi, bây giờ thì chúng mày còn dọa được Hung Nô nữa không? Có dám đuổi đánh Hung Nô nữa không? Giết cho bằng hết đi. Vậy là mình chết 9 đồng chí à? Chết 9 đồng chí, nếu mà mình chọn hồi quân thì mình có thể hồi được nhiều hơn lượng mình. Úi giời. Mày chết. Hồi được thêm ít quân nữa đấy. Sorry. Đúng thật. Bây giờ đến quân đoàn của đứa này. Thôi, trận đánh như này, đánh những em người ta cười. Úi dồi ôi. Sao rồi? Còn láo được nữa không? Còn láo được nữa không? Ready for battle. Come, sit, share my fire. Giảm hiệu quả của quân địch trong trận đánh hoặc giảm khoảng cách di chuyển trên bản đồ của địch. Hết tiền.
How can I help? War be praised. How can I help? Ngọt thế, có thêm tiền. Rồi ôi, thế là có tiền để cho... Yes. Giảm sĩ khí chiến đấu. Giảm sĩ khí chiến đấu. I am the knife in the dark. My path is barred. I like làm nó không di chuyển được ấy. Even if they will succeed. Thanh niên này à. Lệnh thỏa hiệp à. Những lời nói mạnh mẽ đôi khi cắt sâu hơn cả lưỡi dao, không thường xuyên nhưng đôi khi. Cảnh báo. Hành động mệnh lệnh trừ một chỉ số tướng. Trừ sĩ khí của đối phương. Cơ hội dừng mục tiêu. Cái nào nghe cũng hay. Ready for battle. For the gods. Bây giờ thì mày chạy đi. Bây giờ thì mày chạy đi. À. Rồi trận này đánh auto cho nó nhanh. Warriors all. Trận này không cắm trận được rồi. Mình không cắm trận được rồi. Không cắm chặn được nhưng mà các quân đoàn đứng cạnh nhau này thì chắc cũng không sợ. How can I help? You have more orders. For the gods. Destroy them. Lần này thì cho mày chết. Mỏi tay với mày quá rồi. Còn làm láo nữa không? Rồi chọn hồi quân thì mình sẽ hồi được thêm một ít quân nữa. For the tribe. Cắm trại được. Ồ, cướp bóc được khá tiền. Tiếp tục bổ sung lương thực. For the gods. Thanh niên này không cắm trại được. Ready for action. Thanh niên này cắm trại xuống. Ra hẳn đây cắm trại này. Starting out. Lâng ruộng lên đã. Rồi. Yes. What? Cho vào quân đoàn được à? Overwatchful. Cho vào quân đoàn đứng đây. For the tribe. Yes. What? Một hai. Gớm nhỉ? Nó đốt hết đất của chúng mày, tội bố láo. Bây giờ thì chúng mày biết sức mạnh của La Mã chưa? Cho nó biết sức mạnh của La Mã. Rồi. Attila bao giờ mới cho cầm quân nữa? Xem Attila là... Có thể tập sau mình sẽ cho Attila chính thức cầm quân. Sao thần kinh không bình thường nào nào? Sầu muộn, trung thành, khiêm tốn, ảnh hưởng, trung thành. Sao Attila chỉ số vớ vẩn thế nhỉ? Này. Đùa nhau à? Thẩm quyền thì rất cao, xảo quyệt thì rất thấp. Sao Attila chỉ số vớ vẩn này? Phí duy trì cộng 7, sĩ khí bị trừ. Sát thương cho lính đánh xa. Sát thương cận chiến cho các đạo quân chỉ huy. Cái quái thì bị trừ. À, cái này nó thấp quá. Đoàn kết. Phí duy trì. Tăng, phải tăng nhiều và xảo quyệt à. Nhiệt huyết.
cái này nó tăng xảo quyệt này. Này tăng xảo quyệt. Từ cái này cần phải tăng mạnh vào cái nhánh xảo quyệt này. Thôi được rồi. À, có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi cái video của mình. Nếu các bạn thấy cái video của mình thú vị, các bạn hãy like và chia sẻ cho bạn bè để cùng theo dõi. Và nếu các bạn muốn theo dõi các video khác của mình, các bạn hãy ấn đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các cái video lần sau.